Chào các bạn, hôm nay thì Phê Phúc xin chia sẻ với các bạn về cái dòng mỹ phẩm mà cao cấp dành cho các vấn đề về bệnh lý về da, ví dụ như là lão hóa này, nếp nhăn này, hay là da mỏng đỏ nổi các máu, hay là dưỡng điều trị da, ngăn ngừa mụn, hay là điều trị sau mụn này. Thì cái dòng sản phẩm mà Phê Phúc muốn nhấn mạnh đó là dòng mỹ phẩm Sa Chen. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà tự nhiên thực sự, tức là nếu mà khách hàng muốn sản phẩm tự nhiên thực sự đấy, và không có hóa chất này, cũng như là các cái tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực thẩm mỹ, thì chúng ta có thể tìm hiểu đến dòng Sa Chen này. Dòng Sa Chen này thì là Fair Food đang cung cấp cho các cái spa hoặc thẩm mỹ viện sau các điều trị xâm lấn hoặc là các cái điều trị về bệnh lý về da. Nó mục đích của nó là nhằm phục hồi lại cái vấn đề trao đổi chất và các cái cân bằng lại cái hormone ở trên cái trong cái vấn đề của da đấy. Bởi vì tất cả các cái bệnh lý về da xảy ra thì là đều liên quan đến vấn đề là mất cân bằng trao đổi chất và rối loạn cái nội tiết tố đấy. Thì cái sản phẩm của Sa Chen này nó có thể xử lý và cân bằng lại được cái vấn đề như thế, thì chúng ta có thể dùng sau các điều trị tại spa hoặc là chúng ta có thể dùng tại nhà để phục hồi và để lấy lại được cái một làn da khỏe trẻ và giảm tải được cái bệnh lý về da. Thì chúng ta có thể tìm hiểu về cái dòng Sa Chen này hoàn toàn tự nhiên, tức là sản phẩm của Sa Chen nó còn vượt trội hơn rất là nhiều các sản phẩm của Natura Silica chẳng hạn đấy, nó ở một cái cấp độ rất là cao cấp hơn. Thì là cái dòng Sa Chen này hiệu quả, cái ưu điểm của nó là cái sản phẩm công nghệ cao, tức là chuyên dụng cho thẩm mỹ viện đấy, và nguyên liệu là không có hóa chất, được kiểm nghiệm và kiểm soát về chất lượng này, cũng như là sản phẩm thân thiện với môi trường và sản xuất ở khu vực sinh thái sạch của Nga, đó là khu Altai, thì nơi mà tập trung rất nhiều các cái thảo dược quý hay là các cái từ nguồn nước, mật ong hay là tất cả các dưỡng chất quý nhất thì đều tập trung ở vùng Altai. Và Sa Chen là mỹ phẩm mà tự nhiên mà có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các chức năng của da ở cấp độ tế bào, tức là các cái công nghệ tiên tiến được cấp bằng sáng chế, và cái thành phần tự nhiên của cái sản phẩm thì là nó trong một cái hành động rất là chuyên sâu và cho phép mà tạo ra các cái hiệu ứng rất là độc đáo. Từ ứng dụng đầu tiên đã mang lại một cái kết quả rất là tích cực và rõ rệt trên da đấy, nó giúp cải thiện làn da này, các bệnh lý về da này, đồng đều cái sắc tố da này, rồi là loại bỏ nếp nhăn này, mụn trứng cá này, mụn đầu đen này, phục hồi độ đàn hồi và loại bỏ được những cái thay đổi mà của tuổi già. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy người già dễ dàng biểu hiện là bong tróc da mặt này, rồi là hiện tượng chảy xệ này, rồi là hiện tượng là sần vỏ cam này đấy, da không đồng đều sắc tố này. Thì nếu mà chúng ta dùng những cái dòng Sa Chen sớm ấy thì chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái bệnh lý như vậy ạ. Và đối với những người trưởng thành ấy thì Sa Chen là một sản phẩm không thể thiếu để duy trì được cái khả năng miễn dịch của da, tức là nó sẽ bảo vệ được các cái yếu tố có hại từ môi trường này, rồi là các thay đổi không mong muốn của làn da, bao gồm cả việc là bị chàm này, là bị dị ứng này, mụn trứng cá này, kích ứng này. Và nó là một phương thuốc hoàn toàn là tự nhiên dành cho cả nam giới này, nữ giới và ở mọi lứa tuổi. Tức là khi mà nghiên cứu về cái dòng Sa Chen này thì nhà sản xuất có nói là ở Nga cái tiêu chuẩn mà mỹ phẩm dành cho trẻ em rất là khắt khe, và duy chỉ có dòng Sa Chen này có thể đáp ứng được là có thể dùng được cho mọi lứa tuổi, tức là thành phần cực kỳ tự nhiên và rất an toàn. Và nhà sản xuất có nói một câu đó là nếu như mà các bạn nghĩ rằng một cái sản phẩm có thể ăn được thì Sa Chen chắc chắn là đáp ứng được cái yêu cầu như thế, tự nhiên mà có thể ăn được đấy. Vâng, thì cái dòng Sa Chen này hoàn toàn là tự nhiên, và nhà sản xuất có khuyến cáo là đối với những cái trẻ em mà ở cái tuổi mà dậy thì ấy, thì cái việc mà thay đổi hormone rồi thay đổi cái nội tiết tố này thì nó gây ra những vấn đề ví dụ như là mụn và da dầu nhờn đấy. Thì trong trường hợp như thế chúng ta nên khuyến cáo các phụ huynh là cho trẻ em dùng những cái sản phẩm như Sa Chen này thì để ngăn ngừa được những cái hậu quả về da, ví dụ như là bị rỗ sau này, này. Nếu mà điều trị mụn mà chúng ta cứ dùng những cái sản phẩm mà nó quá mạnh, ví dụ chứa nhiều cồn quá mạnh thì hoặc là axit này, thì nó sẽ làm cho cái rất là hại cho cái cấu trúc của da cũng như là cái vấn đề trao đổi chất của da, và làm cho da nó sẽ gây ra nhiều bệnh lý khác ngoài cái vấn đề là mụn và lão hóa rất là nhanh, rỗ mặt sau sau một thời gian đó. Thì chúng ta
Còn các khách hàng có thể tham khảo về cái sản phẩm trên website mỹphẩmnga.vn. Ở Facebook thì có rất nhiều các sản phẩm của Sazen, từ là serum trị mụn này, serum dưỡng son mụn này, rồi là dưỡng trắng đồng đều sắc tố da này, rồi là trị nhăn này, rồi là lão hóa này, thì đều có thể liên hệ trên cái website để có thể được tư vấn kỹ nhất. Và có cả bộ sản phẩm này, hay là các cái sản phẩm dành cho vấn đề phục hồi da mỏng đỏ nổi gân máu ạ. Đấy, thì Facebook nghĩ là để tư vấn kỹ hơn thì các bạn có thể liên hệ trên mỹ phẩm Nga Facebook ạ.